Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện bụi phố. Bây giờ là 11 giờ trưa là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh độc truyện. Và Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang có tựa đề Hồ Ly giăng bẫy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một nhân vật vô cùng cá tính và xinh đẹp, cô gái tên là Tam Như. Có một tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Và đến năm 19 tuổi thì cô bị chính mẹ kế của mình bán cho bọn buôn người. Cuộc đời của Tam Như sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tam An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như trong quá trình nghe chuyện mà quý vị cảm thấy quảng cáo quá là phiền phức, thì quý vị cũng thông cảm cho Tam An nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu duy nhất để chúng tôi lấy nó làm nguồn thu để có thể mua những bản quyền của những câu chuyện để gửi tới cho quý vị. Thế nên thay vì trách móc, quý vị hãy thông cảm cho Tâm An, thông cảm cho kênh độc truyện Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Hồ Ly Giang Bẫy, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Như ơi, nhanh lên, em mày đi học về, Tại sao bây giờ còn chưa có cơm Dạ vâng mẹ con xong rồi đây ạ à. Con đem lên ngay Tôi lùi hối đặt đĩa rau lên mâm Cùng với gà kho và canh thịt Bưng lên trước cho thằng Tùng Mẹ Lan nhìn tôi Bà lườm nguyết và nói Nấu cái gì cả buổi sáng Mà đến bây giờ mới xong Hay là mày lại lén lút Đi với thằng Toàn Dạ không có đâu mẹ Hôm nay con đau bụng Con ngủ quên mất à Đau bụng ấy à Mày đừng nói với tao là mày có bầu đấy nhá, mày mà chửa hoang là mày biến khỏi nhà tao. Chửa hoang ư? Đến bạn trai tôi, tôi còn chưa có. Nói gì đến chửa hoang. Bất kệ mẹ Lan đang liên thuyền đạo lý tam tòng tư đức, tôi không trả lời, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bà ta chửi tôi như vậy. Chửi như vậy đang còn nhẹ, chắc là hôm nay bà ta trúng đề rồi. Chị Như ơi, chị đi chơi với em. Nghe tiếng thằng Tùng gọi, tôi cười và quay lại phía sau chị còn làm việc nhà không đi được đâu đi một lát thôi mà có đi nhiều đâu ạ à? để em xin mẹ nhé mẹ thương em kiểu gì mẹ cũng đồng ý không được đâu chị còn phải sang nhà bà ngoại nữa ông ngoại bảo chị đưa em đi cùng đấy nghe đến ông ngoại thằng tùng có vẻ sợ ra mặt nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu sau đó nó quay ra ngoài tùng là em cùng bố khác mẹ với tôi mẹ lan cũng chẳng phải là người mẹ sinh ra tôi Tôi tên là Như Tên đầy đủ của tôi là Trần Võ Ngọc Như Năm nay tôi tròn 19 tuổi 19 tuổi Nhưng lại hết 15 năm cơ cực và bần hàn Tôi không có mẹ Không phải vì mẹ mất Mà là vì bà không cần tôi Nghe hàng xóm quê nội kể lại Ba tôi là luật sư Còn mẹ lại là chị đại giang hồ Không biết vì sao hai người lại đến được với nhau Rồi lại sinh ra tôi Ba tôi khi ấy còn trẻ Nên gửi tôi về nội Để cho ông bà chăm sóc còn ông ở lại tiếp tục ở trên thành phố và làm việc. Năm lên 3 tuổi, ông cưới mẹ Lan. Năm tôi 4 tuổi, bà nội mất. Ba tôi đón tôi lên ở cùng với ông. Và kể từ khi 4 tuổi, tôi hiểu hết mọi khổ đau trái đắng của cuộc sống này. Do tính chất công việc của ông, ông hay đi xa nhà lắm, nên ông giao tôi cho mẹ Lan. Bà đúng chuẩn là mẹ ghẻ của xã hội. Tôi chưa bao giờ được ăn ngon ngủ yên trong chính căn nhà của mình. Việc nhẹ thì không nói đến Ngay cả việc nặng nhọc cũng đến tay tôi Bởi vì làm việc quanh ngày Bà Lam chẳng cho tôi có thời gian học hành Nên kết quả học tập của tôi Lúc nào cũng ở bậc trung bình, yếu Thầy buổi này đi học chẳng học thêm học bớt ở đâu Nên cũng chả có thầy cô nào chiếu cố Bà lại bảo do tôi lười Nên hết lớp 12 Bà cho tôi nghỉ học Cả ngày làm việc nhà Nấu ăn cho bọn đánh bài Dành dỗi được một chút lại bị bắt đi làm giúp việc theo giờ bà không cho tôi đi làm công nhân chắc vì sợ tôi đi không quay về nói thế nào nhỉ cuộc sống của tôi cơ cực và tài nhạt môn phần bố tôi mất rồi nên bà mới có quyền cho tôi nghỉ học khi bố tôi còn sống mặc dù ông không thương tôi nhưng cũng để cho tôi đi học mua quần áo cho tôi các thứ từ ngày ông mất tôi cơ cực trở nên cơ cực hơn gấp nhiều lần Mẹ Lan thương thằng Tùng như cưng trứng mỏng Hàng ngày sợ nó ăn không được Ngủ không được Mà cái thằng vì được chiều chuộng nhiều Nên sinh ra hư thân Toàn giao du với thể loại dân anh chị Nó cũng không ưa gì tôi Chỉ là thằng đàn anh của nó bảo thích tôi Nên cứ giam bữa nửa tháng Lại rủ dây tôi đi chơi Nhưng mà tôi biết tòng mấy đứa này Đi theo chúng nó Thì chả biết bao giờ mà hư cả người Như này Ông kêu mày xuống lấy bánh Đi nhanh đi Tiếng mẹ Lan qua tôi Tôi vội vàng cầm cái mũ bành đội vào Quay con xe 50 Đi về hướng nhà ngoại Nhà ngoại này là ông ngoại thằng Tùng Chứ chả phải là ruột thịt gì với tôi cả ấy vậy mà ông bà còn thương tôi hơn cả bố Ông khó tính Bà hiền lành Nhưng ông bà lại thương tôi Mỗi khi mẹ Lan bảo tôi sang nhà ông bà Thì ông bà toàn cho bánh kẹo mang về Cũng chưa bao giờ mắng chửi Hay nặng nhẹ với tôi Vào nhà ông Ông đưa cho tôi mấy hộp bánh nhập khẩu còn dối cho tôi 200 000 Trên cõi đời này Ngoài bà nội ra Thì ông bà ngoại là người thương tôi nhất Vừa chạy về vừa nghĩ xem Chiều nay thằng Tùng ăn món gì Cái thằng to xác Chứ ăn uống vô cùng khó khăn Lại còn rất kén ăn nữa Tính ra năm nay nó cũng 14-15 tuổi rồi Chứ có còn nhỏ nhoi gì đâu Cũng có bạn gái cả rồi Tôi thắng xe gấp Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ Nên chả để ý phía trước có người như, em nghĩ cái gì thế? Làm sao vậy? Mất hồn à? Tiếng của thằng Khánh, đàn anh đàn u gì của thằng Tùng. Nhưng tôi không trả lời. Cố quay đầu xe để đi tiếp. Kìa như, anh hỏi sao em không trả lời? Hay là đi uống cho sữa nhé? Anh bao. Tôi càng không thèm trả lời. Nhưng mà hắn ta cố gắng cầm lấy đầu xe của tôi. Tại sao không nói chuyện với anh? Anh có ăn thịt ăn cá gì em đâu nếu như sợ thì kêu thằng tùng đi cùng khánh tôi nói rồi tôi không thích anh anh làm ơn đừng có tìm tôi em chưa có chồng anh theo đuổi em có cái gì là sai chứ không sai nhưng mà tôi không thích anh tránh ra đi tôi còn đi chợ để nấu cơm khánh lúc này vẫn không chịu bước ra nó cứ đứng đó và năn nỉ tôi như có chuyện gì thế em từ xa anh toàn chạy đến tôi mừng ra mặt còn khánh nghe tiếng anh toàn cũng co rúm người không nói gì tự động quay đầu xe chạy mất dép tôi nhìn thằng khánh mà buồn cười mới vừa rồi nó còn hầm hố lắm cơ mà anh đến may quá khánh cứ tìm em mãi bực cả mình anh ạ à. về ở gần anh nó chẳng dại đến đâu nghe toàn nói như vậy tôi tự dưng ngượng ngùng mặt đỏ như quả gấc tôi thật sự cũng có chút thích anh toàn thôi đi anh đừng có trêu em anh có trêu đâu đợi anh thăng bậc anh qua hỏi nhé giờ chưa được nên em phải cố gắng nghe anh toàn thổ lộ như vậy tôi có chút giật mình tôi biết tôi và cả anh đều có tình cảm với nhau nhưng anh nói rằng qua hỏi cưới tôi thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này tôi nhìn anh thấy anh hoàn toàn nghiêm túc chẳng giống đùa giỡn một chút nào bé như này mai anh đi công tác về anh mua quà cho em nhé nói đến đây anh lại dúi vào tay tôi một phong thư Chẳng biết đây là thư từ gì ừ, Dạ vâng ạ à. Anh đi giữ gìn sức khỏe nhé Toàn cứ nhìn tôi chăm chăm Khiến cho tôi ngượng đến muốn chín cả mặt Nếu đứng đây một lát nữa Chắc là tôi bùng cháy mắt Em phải về rồi Về nấu cơm cho mẹ Em đi nhé Tôi nói xong để xe máy Và cắm cổ chạy thật nhanh Đến nỗi đang muốn đi chờ Mà tôi cứ như thế chạy quanh luôn Đến khi hoàn hồn mới biết Là mình đi khác đường Toàn là anh trên tôi 4 tuổi Anh đang là cảnh sát tân binh Vừa mới ra trường liền được nhận vào cơ quan Kể ra là do gia đình anh cơ cấu Nên anh mới được tuyển vào vị trí tốt Nghe anh bảo sang năm có điều kiện Sẽ qua bên đội hình sự ở tỉnh Tôi quen anh khi còn đang đi học Anh lúc đó quyết tâm Thi vào học viện cảnh sát Nên mới gác lại chuyện tình cảm Còn tôi thì mặc cảm Nên chẳng muốn đi xa hơn Mà hình như gia đình anh Cũng không thích tôi là mấy Tôi từng nghe mẹ anh chê tôi Thậm tệ ở ngoài hàng bốn của dì ba Cái mối tình chưa kịp nở Cũng vì vậy mà tắt ngốm Tôi công nhận bản thân mình thích anh Nhưng để tính đến chuyện vợ chồng Thì tôi không muốn Hay nói đúng hơn là không đủ can đảm Tôi chẳng hơn được ai cái gì Nên cũng không có ước mơ đèo bồng lên cao Ghẹ chợ mua đồ ăn xong Tôi phi vội về nhà Bởi vì giờ này cũng muộn lắm rồi Sợ về muộn một tí nữa thôi Mẹ Lan đi đánh bài về không có cơm Tôi lại bị mắng, bị chửi Mới về đến cổng Đã nghe tiếng ôm xùm Nhìn quanh một hồi tôi thấy Ly Bạn của anh Toàn đang hùng hồ Cãi nhau với mẹ Lan Nghi có chuyện chẳng lành Tôi vội dựng chống xe xuống đi lại chỗ mẹ Mẹ sao thế ạ? À? Ly nhìn thấy tôi Chị ta hùng hục xông vào Nắm lấy tóc của tôi, ghi tôi xuống đất Vừa mắng vừa kéo tôi À thì ra là mày đây rồi khi nãy mày đong đưa với anh Toàn Có chuyện gì hả Tao còn sống sờ sờ ra đây Con này mất dậy lão tuét Mẹ Lan tôi kéo tôi lại Bà không nỡ để cho Ly ra tay Mẹ Tiếng bà Lan lúc này Chửi om tỏi Cái con này Mày buông con gái bà ra Nó đã ăn nằm với thằng Toàn đâu Mày làm như thằng ấy nó ngon lắm ý. Được mỗi cái danh công an Đúng là cái loại ăn lắm rừng mỡ Ly vỗ tràn chát lên đỉnh đầu tôi Chị ta còn giống lên Bà buồn cười thật Nếu như nó không chặn đầu nó Để đánh úp anh Toàn Ở cái xã này ai mà không biết Tôi với anh Toàn sắp cưới Nó biết người ta có vợ rồi Lại còn ham hố Đúng ấy, là tôi nên đánh chết nó Đúng là không dạy cho mày một bài học Sau này mày không chừa cái thói lai liếm Tôi thật sự chả hiểu gì Ly là vợ sắp cưới của anh Toàn khi nào chứ Chị ta yêu anh Toàn thì tôi biết Nhưng đến nỗi cưới Thì tôi chưa hề nghe Mà tôi đã làm gì cơ chứ Chị Ly buông em ra Em chả la liếm gì cả Chị buông em ra đi Bà con hàng xóm lúc này cũng vào can Chị Ly mới thả tôi ra Tao nói cho mày nghe Mày tránh xa anh Toàn ra Mày đừng để tao phải điên lên Tao tạt axit vào mặt mày đấy Mẹ Lan tôi còn muốn chửi nữa Nhưng được bà con hàng xóm ngăn lại còn tôi chỉ biết đứng ôm đầu và khóc. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao không muốn mày dính dáng đến cái thằng đấy. Mày còn cãi tao nữa không? Vừa mắng mẹ Lan vừa vỗ bôm bốp vào đầu của tôi. Và tôi cũng không cãi lại. Có cãi bà, bà cũng chả nghe. Thôi, Như à. Mai mốt đi, né cái thằng Toàn ra. Kẻo con ly, nó tạt axit Thì thiệt thân mày đấy. Còn bà Lan, bà đừng đánh con Như. Nó đang khóc kia kìa. kìa. Bà con mỗi người một câu, đầu óc của tôi như quay cuồng. Sao số tôi lại khổ thế này? Tại sao mẹ sinh tôi ra mà bà lại không cho tôi một cuộc sống như bao nhiêu người khác? Nếu đã như thế thì còn sinh tôi ra làm gì cơ chứ? Sau ngày hôm ấy, tôi ít ra khỏi nhà, thật sự truyền trả có gì, nhưng qua miệng mấy mụ hàng xóm thì rất là rõ to. Ngày nào mẹ Lan cũng chỉ chiết bảo tôi hư hỏng, bảo tôi đầu bò không dạy dỗ được tôi. Tôi nhịn chứ? hoàn toàn nhịn tất cả. Bà ta có đánh tôi, tôi cũng nhịn. Tôi đợi một ngày nào đó, tôi lấy được giấy tờ tùy thân, tôi sẽ đi. Anh Toàn không biết việc Ly đánh ghen tôi hôm ấy, vì sau khi gặp tôi thì anh đi luôn lên cơ quan. Nghe gì ba hàng bốn bảo như vậy, mẹ anh ấy còn cười hố hố, bảo tôi đáng đời. Đỉa mà đòi đeo chân hạc thì bị đạp là đúng rồi. Tình cảm của tôi dành cho Toàn cũng vì vậy mà chôn sâu trong lòng. Bức thư anh gửi cho tôi hôm ấy Tôi cũng chẳng đọc Tôi xếp nó vào túi áo Và đặt yên nó ở trong đấy Mẹ lan tôi dạo này hiền hẳn ra Bà bớt máng trời tôi lại Lại còn giúp tôi làm việc nhà Việc ấy làm tôi có chút lo sợ Một người đang hổ báo Bỗng dưng hiền lành Không sợ thì mới lại Hôm nay là ngày rỗ bố Sau khi cúng bái dọn dẹp mâm cỗ xong xuôi Mẹ Lan đi xuống sau tìm tôi Lần đầu tôi thấy bà dịu hiền và nói với tôi. Như này, lát lên xếp đồ, lấy đồ đẹp với mấy thứ cần thiết hay dùng ấy. Mai theo mẹ về quê nội con. Tôi nghe được về quê thì mừng muốn khóc. Từ khi bố tôi mất đã gần 5 năm trời, tôi chưa được về quê nội. Bố thì tôi không có mấy tình cảm, nhưng mà tôi nhớ ông nội. Ông bà nội có mỗi bố tôi là con. Bà thì mất lâu rồi, mà mẹ Lan năm nào cũng không cho tôi về Dọn dẹp mộ bà Và đèn nhang cho bà Mẹ Lan bảo có thuê người Mỗi tuần đến quét dọn Nhưng mà thuê thì làm sao bằng mình tự làm Thật à mẹ Thế thì khi nào đi ạ à? Sáng mai đi Bây giờ mày lên chuẩn bị đi Sáng mai đi sớm với mẹ Thế Khánh không đi cùng à mẹ Không, nó còn đi học Làm sao mà đi được Để nó ở lại, mẹ với mày đi thôi Tôi thật lòng thật dạ chẳng mày may suy nghĩ nhiều. Dọn dẹp một hồi nữa đâu vào đó, tôi lên phòng sắp xếp lại quần áo. Mẹ Lan bảo đi lâu, hơn một tuần, nên tôi lấy theo khá nhiều. Chẳng khác gì là đi di cư. Mà thật, đúng là lần này, tôi đi di cư thật. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, đi ra chợ mua thịt heo quay, mà nội với bố tôi khi còn sống thích ăn để đem về. Dưới quê tôi hẻo lánh lắm, khu này lại gần sát đường biên giới Trung Quốc nên không được như ở trên này lại mua thêm ít trái cây bánh kẹo đem theo lâu lâu về quê xem có đứa nhỏ nào thì cho nó nhớ khi bố tôi mất có mấy đứa cùng lứa trong xóm mang bầu chắc giờ tụi nó cũng lớn rồi nghĩ lại buồn mấy tí tuổi đầu mà đã có chồng có con dạo một vòng chợ về sớm vừa đến đầu ngõ tôi gặp toàn hình như anh vừa đi về trên mặt đang còn phờ phạc tôi định lơ đi nhưng mà toàn nhìn thấy tôi anh vội kéo lại như à gặp anh sao em không nhìn em làm sao thế tôi vẫn còn nhớ như in hôm ly đánh tôi mặc dù không phải do anh nhưng nếu không có anh thì tôi đâu đến nỗi bị ra như vậy tôi thiếu thốn thật nhưng để mà bị nhục mạ tôi như vậy tôi không cần hay nói đúng hơn là tôi sẽ ghim mãi trong lòng nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ trả lại một vài cái tát vốn con người tôi đã chịu quá nhiều đắng cay tôi đến bây giờ không cho phép ai nhục mạ hay tạo khổ đau cho tôi thêm nữa anh toàn anh đi về đi em với anh có cái gì đâu mà chào hỏi nhau chứ hôm trước đang còn tốt cơ mà bức thư kia em đọc chưa em đốt rồi em nghĩ mình chắc không hợp nhau đâu thôi mẹ lan đợi em rồi em còn về quê em đi đâu em đi khi nào về em ở quê luôn em không lên nữa đâu anh đừng có tìm em nữa nói rồi tôi phóng xe đi mất xe giới hạn vận tốc mà hình như tôi chạy còn muốn nhanh hơn đi được một đoạn hốc mắt của tôi có chút cay cay toàn không có lỗi nhưng những người xung quanh anh thì có lỗi thôi thì mối tình đầu của tôi xin được khép lại ở đây số phận đã rất nhiều lần ép tôi phải tự mình khắc nghiệt tự mình giới hạn những chịu đựng của bản thân về đến nhà mẹ Lan dậy từ sớm Bà xách theo cái túi nhỏ Chắc đựng tầm vài bộ quần áo Mẹ, mẹ về Sao mẹ đem ít đồ thế ạ à? Đi cả tuần mặc thế này làm sao đủ Mày không cần phải lo Đem hai bộ là đủ rồi Có cái gì giặt, ngày mai lại mặc tiếp Lo cái gì 6 giờ sáng xe xuất phát Đi tầm 8 tiếng là đến nơi Công nhận xa thật sự Về đến đầu đường lớn Tôi và mẹ Lan thuê xe ôm để vào nhà vì dưới quê cũng chả còn liên lạc với ai nên cũng không có ai ra đón về đến nhà mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa chỉ khác là người đã không còn tôi đứng bần thần một hồi lâu nước mắt không biết ở đâu lại trực trào rơi xuống tôi nhớ nội nhớ bố nhớ rất nhiều như vào đây làm gì mà đứng ở ngoài đấy thế à dạ vâng ạ à, con vào đây bên trong mọi thứ vẫn ngăn nắp như cũ cũng khá sạch sẽ xem ra mẹ lan nói thật chắc bà còn nghĩ đến bố tôi nên không để bàn thờ ông hưu quạnh đốt cho bố và nội ném nhang tôi đem đồ ra sau nhà sửa mặt sạch sẽ sau đó quét dọn qua một lần nữa mẹ lan hình như nói chuyện với ai đó thi thoảng bà quay về phía tôi cứ nhìn tôi mà tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều chắc có thể bà nói chuyện với thằng tùng bày thức ăn mua sẵn ra cúng sau đó mẹ con tôi cùng ăn nghỉ ngơi một lát đến xế chiều ra viếng mộ bố và ông bà. Nhìn tấm ảnh người đàn ông đang cười ôn hòa, tôi vừa thương vừa giận. Thương ông, bởi vì ông là đấng sinh ra tôi, nhưng mà tôi giận ông, vì ông chẳng cho tôi cuộc sống bình yên như bao nhiêu người khác. Mẹ làn kế bên vẻ mặt điềm tĩnh. Bà không thích tôi, nhưng chí ít bà thương bố tôi thật lòng. Khi ông bệnh nặng, bà là người túc trực chăm ông. Khi ông mất, bà từng khóc ngất đi mấy lần. Thế thôi, Bà thật lòng với bố tôi là tôi cảm thấy đủ rồi. Tầm tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, bà ngồi nói chuyện với tôi. Giọng của bà lúc này khá hiền lành. Như này, mày giận mẹ có nhiều không? Dạ, con có giận gì đâu ạ. À? Mẹ Lan im lặng. Bà hình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bên ngoài có tiếng chó sủa, hình như là xe hơi của ai đó đậu trước cổng. Ai thế nhỉ? Giờ này ở đây mà có xe hơi vào cơ à? Mẹ Lan im lặng, lát sau bà nhìn tôi. Như này, mẹ gà mày đi lấy chồng Đài Loan. Người ta đến đón mày đây. <laughs> mẹ, sao mẹ đùa con thế? Con không thích mẹ đùa như vậy đâu à? Tao nói thật, một lát nữa người ta vào đưa mày đi. Tao, tao mắc nợ quá nhiều rồi, không có tiền. Trả cho người ta, người ta giết thằng Tùng mất như à mày tôi khóc không thành tiếng tôi vội vàng năn nỉ bà mẹ xem như con xin mẹ đấy mẹ đừng gả con đi con hứa con sẽ đi làm công nhân con làm giúp việc ai kêu con làm cái gì con làm cái đấy để trả tiền cho mẹ mẹ ơi mẹ đừng gả con tôi ôm chầm lấy bà bên ngoài lúc này có người đi vào như à mày cho tao xin lỗi mày đi tao không thể để cho bọn nó giết thằng tùng được lường bà cọc ba đồng của mày thì lúc nào mới trả nợ xong tôi không còn giữ được bình tĩnh nhưng tôi có tội tình gì bà không để người ta giết con bà thì tại sao bà đẩy tôi vô đường cùng tôi làm gì sai hả nhưng mày không phải là con tao mày sống hay mày chết liên quan gì đến tao để đây để mày ở lại chẳng mấy chốc mày theo chồng thì tao nuôi mày bao nhiêu năm qua thành công cốc à Đau khổ sợ hãi Hàng loạt cảm xúc chiếm lấy cơ thể của tôi Bất lực Tôi thật sự bất lực rồi Tôi không phải là con của bà ta Nên bà ta chả bao giờ quan tâm đến tôi Tôi phải làm sao đây Bà Lan Xong chưa Tiền thì lấy rồi Lề mề thế Nhanh nhanh lên Tiếng một tên đầu gấu vang lên Tôi theo bản năng co người lại Lùi về phía sau Tôi định chạy trốn Nhưng tôi chưa kịp chạy bà Lan ra hiểu cho người ta giữ tôi lại, tôi sợ hãi vùng vẫy, Bùng tôi ra, ai cho các người bắt tôi, ai cho các người? Tiền đầu gấu lúc nãy khó chịu và quát tôi, cái con điền này câm mồm, tại sao bà nói nó tự nguyện? Bây giờ như thế này là sao đây? Bà lấy hết tiền rồi bây giờ còn muốn lật lọng à? Có tin tao cho người đập thằng con trai cưng của mày không? Bà Lan cuống quýt không không à con bé này nó vậy thôi mấy anh cứ bịt miệng đưa đi là xong nó sợ chứ không có cái gì đâu có thật không tôi nói thật lúc này tôi vội vàng la lớn bắt cóc có ai không bắt cóc bà lan lúc này tát cho tôi mấy tát đến nỗi máu miệng của tôi tuôn ra mày có cầm cái mồm đi không nếu không đừng có trách tao tôi vùng dậy ánh mắt căm phẫn nhìn bà ta hết rồi Bà ta hết còn là một con người rồi Bà đúng là cầm thú Tại sao bà không giết tôi đi Lại tiếp mấy cái tát nữa xuống mặt Tên đầu gấu ngăn lại Hắn ta khó chịu lên tiếng Thôi 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 Bà đánh nó Sưng hết cả mặt lên rồi Thì ai mà cưới nó Hắn ta kéo tôi ra ngoài Mấy tên khác kéo khăn và cột miệng của tôi lại Tôi cố gắng vùng vẫy Cố thoát thân Nhưng hoàn toàn không thể được Lần này thôi nhé bà Lan kia Không có lần sau đâu Con này nó không chịu Tôi trừ vào tiền Còn lại của bà 50 triệu Ok Bà Lan đắn đò mấy giày Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý Thôi được rồi Mấy người mang nó đi đi Tiền về trên đấy rồi giải quyết Con này nó danh ma lắm Bà không cần phải lo Nói rồi hắn ta ra hiệu cho đàn em kéo tôi đi Trước khi rời đi Tôi nhìn chăm chăm vào bà Lan những uất hận tủi nhục hôm nay. Nếu có một ngày ông trời cho tôi thêm một con đường sống khác, tôi nhất định bắt bà ta nếm đủ. Nếm đủ cái cảm giác tủi hòn bất lực này là như thế nào. Bọn đầu gâu kéo tôi lên xe. Trước khi đi chúng còn tầm cho tôi thuốc mê. Cứ như vậy tôi lịm dần đi. Trước mặt chỉ còn thấy bàn thờ của bố và bà. Đến khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy một màn đêm tăm tối. Kế bên tôi hình như cũng có người. Miệng bị bịt kín, nên chúng tôi chả có thể nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, tôi được bọn họ mang đi. Tầm hai tiếng sau, xe dừng lại. Tôi nghe tiếng mở cửa xe. Đây hình như là xe tải thì phải. Nhưng tại sao trong xe tải? Tôi lại không thấy ngộp ngạp chứ. Mấy phút sau có tiếng mở cửa xe. Đèn trong thùng xe được bật sáng. Tôi phải chớp mắt vài cái mới thích ghi được với độ sáng của đèn. Ngõ nhìn xung quanh. Tôi thấy... Có tầm 10 cô gái ở trong thùng xe Không ai được bịt kín miệng giống tôi cả Chắc có thể là do các cô ấy tự nguyện Lại quan sát thêm một chút Thùng xe khá nhỏ Nhưng bên trong có lỗ đục Để có thể cho không khí vào Xuống đi vệ sinh Nhớ các cô không được đi lung tung Đây là rừng Nếu như đi lạc là bỏ mạng đấy Tiếng tên đầu gấu vang lên Tôi nhắm mắt nhìn về phía hắn Mà hắn hình như cũng đang nhìn về phía của tôi các cô gái trên xe bắt đầu di chuyển Nối đuôi đi xuống Nhìn cứ như đi du lịch vậy Thấy tôi vẫn ngồi im lặng Tên đầu gấu bước lên xe Hắn nhìn tôi và hỏi Thế nào Mày còn la hét được nữa không Nếu còn ấy thì ngồi yên ở đây Còn nếu như thông minh ấy, Thì tao cho mày xuống Tôi suy nghĩ một chút Sau đó cũng gật đầu Tên đầu gấu không trần chừ Hắn có vẻ rất chắc chắn rằng Tôi sẽ không la hét thêm bạn này, mày đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Đây là rừng biên giới. Mày mà chạy lung tung ấy, là cọp nó ăn mày mất xác đấy. Rừng biên giới ư? Ừ. Tụi này đưa người đi kiểu gì đấy? Tôi gật đầu sau đó bước xuống xe. Trước mặt là một mảng tối đen. Trên đầu chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Mấy cô gái đi cùng tôi đang ngồi xuống để ăn cơm. Tôi cũng tìm chỗ và ngồi xuống. Trời tối mà bọn tôi giống như đang ở trong rừng. Khu rừng giáp biên này rất nguy hiểm. Vì là khu vực cấm Nên dân sẽ không đến đây Họ chỉ đi đến bìa rừng Hoặc vào trong rừng với một khoảng cách gần với buôn làng Tôi trước kia đã từng Được bọn nhỏ trong xóm Đưa đi đến bìa rừng chơi Bởi vì nghỉ hè Nên có theo bố về quê thăm bà nội Lúc này biệt miệng của tôi được tháo ra Tôi bèn bắt chuyện với một cô Ngồi gần nhất Chị không muốn quay về à Khó lắm mới được chọn đưa đi đấy em tại sao phải về mà muốn về cũng không được mấy anh này dễ gì mà cho về mấy chị kia cũng muốn đi luôn hả à chị ừ ở đây ai chả muốn đi luôn cái cô này hỏi lạ thế nói rồi chị ta quay sang và ăn cơm không thèm nói chuyện với tôi nữa thôi hết cách rồi khổ một đã đành nay lại muốn khổ thêm đến mười nghĩ lại tôi nên lo cho bản thân tôi thì tốt hơn phải tìm cách và bỏ trốn vào rừng cũng chết qua bên Đài Loan Ở với mấy ông bà già cũng chết kiều nào cũng không sống được Nhưng thả bỏ mạng trong rừng Chứ tôi không muốn bị bắt đi làm nô lệ Đến khi đó có muốn chết ấy, Chưa chắc đã được chết Có chút sợ hãi Nhưng bây giờ không phải là lúc Nếu cứ sợ như thế này chắc chắn tôi không thoát được Tôi phải cố Tương lai phía trước Tất cả là do tôi quyết định Tôi đành giả vờ chấp nhận để bọn chúng tin tưởng Cứ như vậy bọn nó đưa tôi đi được đến sáng Trời tờ mờ sáng phải đổi xe. Hình như bây giờ chắc chắn bọn tôi phải đi đường rừng để vượt biên. Chứ đi ngang nhiên qua cửa khẩu là không thể nào. Khi xuống xe bọn chúng chuyển chúng tôi lên một con xe dép chuyên chạy đường dốc. Chạy được một chút chúng tôi ra đến đường lớn. Đoạn này thì khá là đông xe qua lại. Đa số là xe chở dân mình qua bên casino chơi đỏ đen. Toàn là xe du lịch đắt tiền. Biết thời cơ của mình đã đến. Tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt. Đến ngày khúc cua, canh lúc xe đồng nhất, tôi nhảy áo xuống đường. Bởi vì xe dép đang chạy khá nhanh, lại cua ngay, mà trên xe lại đến 6 người, nên không thể nào thắng kịp. Chiếc xe trước đã chạy trước một đoạn khá xa. Tôi ngã xuống mặt đường, tay chân của tôi đau nhức, nhưng tôi phải cố gắng gượng dậy, chạy thật nhanh theo hướng vào rừng. Phía sau có hai tên đang đuổi theo tôi. Tôi chui vào những tán cỏ dày rậm, mặc dù rất sợ rắn, nhưng đến lúc này bị bắt lại mới là điều mà tôi sợ nhất. Tôi cúi mặt không dám nhìn lại. Đến khi qua khỏi khu rừng cao su nhỏ, đâm ra đường tráng nhựa, tôi mới thấy mình đi lầm đường. Đáng lý phải đi vào rừng sâu. Nhưng tại sao tôi lại đi ra đường lớn thế này? Tôi suy nghĩ, hỏng bét rồi. Phía sau hai tên vừa đuổi, vừa hét lớn. Mẹ kiếp con điên kìa, đứng lại! Bọn chúng còn một đoàn nữa là bắt được tôi thấy mình nguy hiểm gần kề tôi buộc phải lao ra giữa đường mong sao có xe nào đụng chúng để tôi được cứu nhìn thấy một dàn tầm ba xe hơi sang trọng đang chạy về nhìn biển số xe thành phố tôi mừng như điên tôi lao ra chiếc xe thứ hai đang chạy bởi vì tôi lao ra nhanh mà thắng xe này muốn chết à tôi vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ cửa xe giúp tôi với tôi bị bắt cóc anh giúp tôi với Phía sau hai tên kia đã đuổi sát theo tôi Tôi hoảng loạn thật sự Nếu lần này bị bắt lại chắc chắn Tôi bị chung đánh cho mềm xương Người đàn ông trong xe đôi mũ đen Che gần nửa con mặt Hắn không mảy may quan tâm đến tôi Xói Cho xe chạy đi Tôi nghe thấy anh ta muốn đi Liền lao đến ôm chầm lấy cửa xe Nước mắt không ngừng rơi xuống Giúp tôi với Tôi không muốn bị bán sang đấy làm nô tỳ. Tôi không muốn Tôi bị mẹ ghẻ của tôi bán đi Tôi không muốn mà Tôi không muốn Phía sau hai tên đầu gấu đã chạy đến gần Bọn chúng hét ẩm lên Người của anh Liên Đứa nào ngon phá đám Đừng có trách bọn tao mất dậy Tên trong xe nheo mắt nhìn ra bên ngoài Hắn không nhìn tôi Mà nhìn hai tên phía sau Phía trên tên ngồi ghế phụ lái xe lên tiếng Trình ca là người của anh Liên à? Đi! Tên Trình ca lên tiếng. Tôi lúc bấy giờ tay chân đã buồn rùn hết rồi. Bi quá, tôi luồn tay vào trong xe, nắm lấy tay của hắn ta. Cứu tôi đi! Tôi xin anh đấy, cứu tôi! Người đàn ông ấy nhìn tôi, hắn ta không lên tiếng. Tôi xin anh, giúp tôi đi. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho anh. Chỉ cần anh giúp tôi thôi. Người đàn ông kia nâng khuôn mặt lên, giọng của hắn ta trầm ấm. "Cứu cô từ đám buôn người, để về theo chân tôi làm đào, cô có chịu được không?" Tôi trợn mắt lên nhìn hắn. "Làm đào là làm gái sao?" "Ơ, ừ, em tưởng ai, hóa ra là Trình ca, cho bọn em xin lỗi nha, nhưng để bọn em bắt con này về, trừ bây giờ là muộn lắm rồi anh ạ." À. Người đàn ông nhìn kia, hắn nhếch môi và nói, Thế nào, cô chọn đi. Nhìn cô cũng xinh xắn đấy. Tôi nhìn vào mắt của hắn, hoàn toàn chẳng có tia đùa cợt nào. Nhưng tôi lại có chút tin tưởng hắn, rằng hắn không giết tôi. Tôi gật đầu, tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Bây giờ tôi phải trốn khỏi đám người kia, còn chuyện khác thì tính sau. Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Chính ca, đây là người của anh Liên cơ mà. Thì sao? Lấy đào của tôi không nói, Tôi trả cho anh ta cái này là quá nhẹ rồi Tên chỉnh ca nói chuyện với tên ngồi phía trên Sau đó hắn quay sang tôi Mồi nhếch lên một tiếng Cô lên xe đi Tôi không có nhiều thời gian đâu Tôi vội vàng gật đầu Chạy nhanh đến bên kia Và leo lên xe ngồi chiếm trệ và ngay ngắn Tao lấy con này về động Tụi mày về báo với anh Liên một tiếng Nói chỉnh ca đây trả thù chuyện phương liễu Còn bây giờ thì cút Tiếng tên ngồi phía trên vang lên Tôi nghe có chút lo sợ, hình như tên này và tên cầm đầu đưa người vượt biên kia có liên quan đến nhau. Nói xong đoàn xe ba người tiếp tục khởi hành. Xe chạy rồi tôi quay lại nhìn, vẫn thấy hai tên đầu gấu đứng đó, bọn nó đang nói chuyện với ai đó, mắt đang dõi theo xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng của người đàn ông. "Sao, tiếc à? Cô quay lại vẫn còn kịp đấy. Theo anh Liên." thì cô có thể vì cô đẹp mà anh ta giữ lại dùng còn theo tôi chỉ có một đường đi làm đào phục vụ mấy tên bụng to cô thấy thế nào tôi nuốt nước bọt bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ người đàn ông này đẹp rất đẹp cái nét này giống ai nhỉ người việt nam tại sao lại có người đẹp đến như vậy tôi hỏi cô thế nào tôi anh cho tôi làm giúp việc nhà anh có được không tên trình ca gương mặt nhăn nhó phía trên tên đàn em phì cười trình ca cô ta muốn làm giúp việc nhà anh anh có cần không không cần thì cho em nhà em đang thiếu giúp việc cho cậu để tôi để lại chơi còn dễ nghe hơn tôi hoang mang thật sự người đàn ông này tại sao lúc nóng lúc lạnh tại sao tôi hết rơi vào hang cọp bây giờ lại rơi trúng cái hang beo thế này trình trình ca tôi cô gái tôi không cần giúp việc xinh đẹp nếu như đồng ý đi khách thì ở lại không thì xuống xe tôi không có thói quen làm từ thiện trời đất ơi tránh sang đài loan bây giờ lại gặp phải động đảo tôi hết cách rồi thôi đi đến đâu thì lo đến đó thôi được rồi tùy anh anh cứu tôi một lần tôi trả ơn cho anh vậy chỉ cần anh không giết chết tôi là tôi mừng lắm rồi cô biết chấp nhận như vậy là tốt nói trước nhé mọi thứ là do cô tự nguyện tôi không hề ép buộc cô tôi sẽ lo cho cô mọi thứ ngoài ra cũng cứ nghe theo những điều mà tôi sắp đặt ok tôi gật đầu dù sợ nhưng ít ra tên trình ca này tôi vẫn thấy tin tưởng hơn cái đám người kia xe chạy rất lâu tôi ngủ gật mấy lần mới đến nơi đang ngủ ngon lành lại nghe có tiếng người gọi cô bé đến nơi rồi tôi giật mình tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh trước mặt tôi là một tòa nhà rất to vừa to vừa đẹp xem chút là tôi òa lên vì ngạc nhiên sung sướng cô làm sao thế cô thấy ngạc nhiên lắm à tôi gật đầu cô vào trong đi sẽ có người giúp cô sắp xếp chỗ ở cô phải nhớ cho kỹ đã là đào của trình ca thì không nên nuôi ý tưởng phản bội anh ấy nếu như cô làm tốt cô sẽ có được những thứ mà cô muốn tôi nuốt nước bọt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt anh ta là người khi nãy ngồi ở ghế trước lái xe bộ dạng vô cùng lịch sự không giống một loại người hiểm ác cô tên là gì tôi tên là như ạ như à cũng được nhưng để chỉnh ca chọn cho cô một cái tên khác thôi được rồi theo tôi vào bên trong nói rồi hắn quay lưng bước đi tôi cứ như vậy ngờ ngạch theo sau vừa đi vừa ngó nghiêng thật sự là nhà của hắn rất to nhưng hình như đây chính là kiến trúc khá lạ mắt Đây là đâu vậy ạ? À? Sài Gòn Việt Nam Sài Gòn ư ừ. Phải rồi Đi một hồi lâu lắm rồi mới tới mà Vào bên trong hắn cho người sắp xếp cho tôi một chỗ ở Phòng ốc sạch sẽ và tiện nghi Nghỉ ngơi vài hôm Đến ba ngày sau Trình ca gọi cho tôi Đây là lần đầu tiên kể từ khi về đây tôi gặp lại hắn Hắn vẫn phong độ như hôm ở biên giới tôi gặp Thấy tôi bước vào, hắn gọi tôi. Cô tên là như sao? Tôi gật đầu. Sau này gọi là Tam Như. Đã ra đi thì phải đổi tên chứ, đúng không nào? Cô đi ra ngoài kia, cho người ta trang điểm đi, hôm nay cô có khách đấy. Có khách ư? Ừ. Hôm nay tôi phải tiếp khách sao? Sói này, mấy giờ đến chỗ tên phòng kia? Dạ 30 phút nữa ạ. À? Thấy tôi vẫn đứng đờ người. Hắn nghiêm giọng nói Tại sao cô còn đứng ở đây Nếu không muốn Tôi trả cô về với bọn buôn người Cô thấy thế nào Tôi sợ đến run rẩy Tôi biết kết cục của mình cũng chả có gì tốt đẹp Mấy ngày qua ở lại đây Tôi tìm hiểu được không ít Những người làm ở đây đều bảo rằng Theo trình ca rất tốt Anh ta không bao giờ để cho đào thiệt thòi Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần Trình ca Sao tôi nghe theo anh. Anh sẽ lo cho tôi chứ à? Thế cô nghĩ rằng tôi bỏ cô à? Cô mang đến lợi ích cho tôi, tôi không bao giờ bỏ mặt người của mình." Tôi gật đầu, ý trời đã định. Tôi không thể nào làm gì khác hơn. Tam Như này, cô không tin bản thân mình, cũng nên tin Trình Ca chứ. Trình Ca không bao giờ để cho cô chịu thiệt thòi. Nhưng việc nào ra việc đó, ít nhất cô nên chứng minh bản thân mình được việc. Tôi hiểu chứ Tôi hiểu anh ta nói gì Đạo của Trình ca không phải là gái thông thường Bọn tôi sẽ được trao tặng cho bọn giàu có Ông trùm đại gia Hay thậm chí là quan chức chính trị Nhằm mục đích trao đổi thông tin Tiếp khách chỉ là cây cớ Tôi không rõ Nhưng nghe những người ở đây nói Có người chỉ đi khách duy nhất một lần Trình ca không ép buộc quá đáng Có được thứ hắn cần Một là được tiền Hai là được quyền lợi Không ít diễn viên ca sĩ Đều được Trình Ca nâng đỡ đi lên Tôi không biết sau này Tôi sẽ được gì Nhưng trước mắt tôi phải đánh đổi bản thân của mình Vâng tôi hiểu rồi Chỉ cần các anh không bạc đãi tôi Là tôi đồng ý Đúng vậy Chỉ cần họ không bạc đãi tôi Tôi sẽ không bán đứng họ Cuộc sống này là phải đánh đổi Tôi không ngại đánh đổi Tôi chỉ sợ bản thân đi vào vũng bùn Nếu ngày hôm ấy chỉnh ca không đưa tôi đi thì tôi bây giờ chắc chắn không còn nguyên vẹn mà được gắn mắt đào hạng sang. Chuyện đời này đến cả mẹ ruột còn không thương tôi thì tôi còn mong mỏi điều gì đó ở ai cơ chứ. Tôi tự đến chỗ những nhân viên đang đứng chờ. Tôi để cho họ trang điểm, thay quần áo. Một tên trang điểm bóng bẩy nói với Trình Ca. Khéo thật đấy. Trình Ca sao càng ngày người của anh lại càng đẹp thế. Nhìn mê quá trời. Em mà được như vậy Em nguyện làm gái suốt đời Cái tên này đúng là buồn cười quá Trang điểm xong xuôi tôi nhìn mình trong gương Đúng thật là rất đẹp Đây không phải là tôi Tạm như Cô xinh đẹp thật đấy Tiền sói khen một câu Đến bản thân tôi còn thấy tôi quá mức đẹp Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình Được dùng mỹ phẩm Đồ hiệu thì sẽ như thế nào Bình thường một cây son tôi còn chả có Trình ca nhìn thoáng có tôi Hắn ta nhếch môi cười, đứng dậy và lên tiếng. Đi đi, trễ giờ sẽ không tốt đâu. Trình ca đi trước, tiên sói nắm tay tôi bước ra bên ngoài. Ngồi vào trong xe, trình ca có dặn dò tôi. Người hôm nay cô tiếp tên là Phong Tiếu. Hắn bề ngoài nhã nhặn, nhưng khá là cầm thú. Cô chịu đựng một hôm, như vậy là xong việc. Nhớ, biểu hiện thật tốt. Lần sau sẽ là lúc cô làm việc cho tôi. Đừng để bản thân mình làm việc không công cô hiểu chứ? tôi gật đầu, tay nắm chặt rơi váy, bởi vì lúc này tôi quá run sợ. xe chạy một đoạn dừng lại trước một căn biệt thự, trình ca xuống xe trước, hắn vừa vào có người từ trong ra tiếp, bộ dạng người kia vô cùng lịch sự, soi ra hiệu bảo tôi đi theo hắn, tôi cũng không dám lung tung, chỉ biết cúi đầu và theo sau. trình ca, hôm nay đưa ai đến đây? một mỹ nhân. Tôi muốn tặng anh một đêm khoái lạc. Nói rồi cả đám cùng cười phá lên. Mà bản thân tôi bây giờ không khác gì một món hàng. Bàn tay co rúm vì căng thẳng. Tôi chỉ thiếu oa lên mà khóc thôi. Bữa tiệc bắt đầu. Tôi đi theo sau trình ca vào trong. Phòng tiệc rất lớn, rất đông người. Từ này đến giờ, tiên chủ tiệc cứ đi theo trình ca. Đi được một lát, trình ca nháy mắt ra hiệu cho tôi. Qua sang bên chỗ tên họ phòng kia. Tôi nghe theo đi nhẹ nhàng sang chỗ hắn. Tiền phòng ôm lấy tôi. Hắn ta vừa cười, vừa hít hà lên cổ của tôi. Mm, thơm quá. Người của Trình ca quả thật là rất thơm. Trình ca nhìn tôi, trong mắt của hắn không thấy một tia thương xót nào. Ngậm ngùi tủi hờn. Tôi quyết tâm không để bản thân của tôi phải chịu thiệt thòi. Anh Phong, người ta thơm thật không? Tiền phòng giật mình, không những thế, Cả bọn cũng không ngờ tôi lại nói ra câu như vậy. Tiền phòng cười hô hố, hắn siết eo tôi càng chặt hơn. Mỹ nữ nói chuyện nghe ngọt ngào nhẹ, được lắm. Trình ca, anh quả thật là cứu tinh của tôi. Không dám, không dám. Tiền sói cười gian mãnh, hắn chắc chắn, không ngờ rằng tôi lại nói chuyện nũng nịu được như vậy. Trong suốt buổi tiệc, tiền phòng đưa tôi đi tiếp rượu khắp nơi. Hắn cũng là một tên khá điển trai, tạm thời chỉ ôm eo hôn má chứ chả làm gì tôi cả. Nhìn xung quanh Trình Ca đang ngồi trong góc. Hắn không ôm mỹ nữ, chỉ lâu lâu lại nhìn về phía của tôi. Đến chừng nửa tiếng sau, tên phong ngà ngà say mà bản thân tôi cũng đứng không vững. Đang định tìm chỗ ngồi xuống, thì tên sói đi tìm tôi. Hắn kéo tay tôi, khiến tên phong có vẻ rất khó chịu. Sói, anh làm gì thế? Phòng thiếu, Trình Ca muốn đưa người đi. Anh làm gì thì bản thân anh phải rõ chứ. Tiền phòng lúc này tím tái mặt, còn tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sói kéo tay tôi, bước nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi chân tôi, còn một tí nữa thôi là bị ngã. Thân mình hơi lào đảo vì hơi say rượu, tay lại bị nắm chặt, khiến tôi khó chịu. Sói, anh buông ra đi, anh kéo tôi như vậy, làm sao mà tôi đi được? Cô nhanh đi, nhanh lên. Ra đến xe, sói mở cửa đầy tôi vào trong. Chiếc xe lập tức chạy nhanh đến một đoạn vắng vẻ. Phía trên sói đã xuống xe tự khi nào, cũng không quên khóa chốt cửa lại. Do men say ngà ngà, tôi vẫn không nhận ra bên cạnh có người. Đến khi xe dừng hẳn, một bàn tay to đặt lên ngực của tôi, xoa nắn không ngừng. Có chút hoảng loạn, tôi co người chống đỡ. Trong đầu thoáng suy nghĩ cực nhanh, chẳng nhẽ chỉnh ca bắt tôi tiếp khách trên xe của anh ta ư? Là tôi đây, Cô hợp tác một chút đi. Là giọng của Trình Ca, giọng của hắn bình thường trầm ấm, sau này lại khàn đến mức này chứ. Bàn tay to lớn xoan nán ngực của tôi, lại như không nhịn được xé rách cả váy của tôi, giống như gấp gáp đến cực điểm. Tôi hiện tại không thêm khống chế, hai tay tôi bị hắn giữ chặt cố định trên đầu, hai chân lại vắt ngang eo của hắn. Mặc dù vẫn còn say men, nhưng thần trí của tôi còn tỉnh táo rất nhiều. Trình Ca lúc này có cái gì đó không phải. Chẳng phải hắn nói rằng hắn không bao giờ chơi đào của mình sao? Kìa, Trình ca anh... anh làm sao thế? Tạm như đêm nay tôi mua cô cô phải làm cho thật tốt. Tôi chẳng còn biết nói gì tôi cũng chả có quyền mà nói gì. Thật là buồn cười. Trình tiết trước sau gì hôm nay cũng mất. Mất trong tay ai chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi mặc cho số phận tôi nhắm mắt lại anh nhẹ nhàng với tôi một chút. Chỉnh ca hung hăng xe rách quần lót của hắn. Đôi tay của hắn mạnh bạo, xoa ngực của tôi. Hắn nhấc bồng chân của tôi lên, khiến cho hai chân dạng ra thật rộng. Tôi biết thời khắc đau đớn, chuẩn bị đến với tôi. Chỉnh ca nhìn tôi. Tôi lại quá sợ hãi mà không dám nhìn lại. Hai tay víu chặt lấy bắp chân của hắn. Từng động tác của hắn khiến toàn thân của tôi như căng cứng. Đây là lúc người ta gọi là phá trinh sao? Trong đầu của tôi vang lên giọng nói của Trung Anh hứa rằng anh cưới tôi làm vợ Bây giờ đã không còn nữa rồi Cảm nhận sự đau đớn Ở vùng hạ thân đem lại Tôi cố gắng cắn môi Ngăn cho tiếng thét vang lên Con đường này là do tôi chọn Tôi không có quyền kêu than Đêm này nếu tôi còn không vượt qua được Thì cuộc đời về sau Tôi đi bằng cách nào được chứ Hai tay siết chặt lấy chỉnh ca Bên dưới hạ thân Trình ca vẫn từ từ tiến vào. Đến giai đoạn kia, hắn nhanh thật nhanh, đâm thẳng vào. Khiến cho tôi vì đau quá, mà bật ngồi dậy. Mồ hôi trên người tuôn ra không ngừng. Môi của tôi bị cắn đến túa máu, chỉ cố gắng ngăn dòng nước mắt đang muốn trực trào ra ngoài. Cố lên, tôi không được khóc. Tôi dặn lòng mình là không được ngã gục. Tôi chẳng còn biết đau đớn là gì. Bên dưới người đàn ông ấy đang hì hục luân động, cũng chẳng nhớ được là thân thể của tôi bao lâu thì ngừng chuyển động Chỉ biết rằng qua ngày hôm nay Tôi không còn là một cô gái trong trắng nữa rồi Tôi không mẹ, không cha, không gia đình Tôi đã không còn được là tôi nữa rồi Sáng hôm sau khi nghe tiếng in ỏi của ai đó Tôi từ từ mở mắt Trước mặt tôi là một người phụ nữ đứng tuổi Gương mặt bà có chút đáng sợ Không phải ma quỷ nhưng là nghiêm túc vô cùng. Cô Như, cậu trình bảo tôi gọi cô dậy. Vâng ạ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ cô? Một giờ trưa rồi, cô ngủ nhiều thật đấy. Tôi vội vàng bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống đất, vùng hạ thân của tôi đau giống như ai đang sát mối vào. Có chút chống đỡ không kịp, tôi ngã quỵ xuống đất. Cái cổ này, cẩn thận một chút, sao mà yếu ớt thế hả? À? Người phụ nữ lớn tuổi đỡ lấy tôi, Bà nâng tôi lên giường, mắt của bà nheo lại. "Tí nữa vào trong, nhớ dùng lọ thuốc tôi để sẵn đấy mà thoa lên cái chỗ kia. Hơi khó chịu một chút nhưng mà giúp cho cô dễ chịu, với lại lành lặn hồng hào ngay." "Dạ, cảm ơn bác." "Không cần phải cảm ơn tôi, việc thường ngày. Cô là người của cậu Trình, sau này để ý một chút. Cậu ấy vậy thôi nhưng mà tốt lắm, không bao giờ để cho cô thiệt thòi đâu." Tôi ngước mắt lên nhìn bà Gương mặt bà mỗi khi nhắc đến Trình Ca Lại vô cùng dịu dàng Người phụ nữ này có vẻ quan tâm đến hắn Đứng dậy đi Tôi đưa cô vào phòng tắm Nâng thân người Tôi được bà ấy dìu vào trong phòng tắm Thấy tôi vào trong Bà ta đóng cửa lại Nghiêm túc nói với tôi Cô nhanh nhanh một chút nhá Tôi đợi cô đưa cô xuống dưới Còn cái hũ thuốc kia Nhớ thoa sau đó Phải cẩn thận đấy tôi nhìn trên tủ để khăn có một lọ thuốc màu trắng đục không ngại mà nghĩ đến hôm qua nằm trên giường bằng cách nào nhỉ là ai đưa tôi về nhìn mình trong gương tôi hiện giờ không còn sự lựa chọn nào nữa bước một bước thì phải bước tiếp hai bước bước sai thì cũng phải bước tắm rửa qua một lượt tôi quấn khăn tắm bước ra ngoài nhìn lại trong phòng tắm không có quần áo quần áo của cô trong tủ ấy tất cả là đồ mới cô thích mẫu nào cô có thể lấy tất cả là của cô chỉnh ca cho gọi tôi ạ à? vâng tôi im lặng đi qua một dãy hành lang sát bên là vườn hoa mẫu đơn rực rỡ chỗ này hình như khá lạ đến trước một căn phòng lớn người phụ nữ nghiêm túc nói với tôi tôi tên là bạch sau này có gì cô cứ bảo tôi còn bây giờ cô vào trong đi cậu trình đang chờ cô tôi gật đầu gõ cửa vài cái Bên trong chút cửa được mở ra. Sói nhìn tôi, anh ta mỉm cười. Tam Như, cô vào đi. Trình ca đang ngồi ở ghế lớn, hai chân vắt chéo. Dưới chân có hai cô gái ngực to, đang cùng nhau so bóp chân. Trình ca, cô ổn chứ? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh. Sau này dì Bạch là người của cô, cô có thể tùy ý sai bảo gì ấy. Là người của tôi ư? Như vậy có ý gì chứ?" Sói từ sau nhìn tôi, hắn ta cười rạng rỡ. "Tam Như, cô đúng là may mắn." "Tôi, tôi không hiểu. Tôi may mắn ư? Là sao ạ?" À? Trình Ca đứng phát dậy, hắn đi đến trước mặt tôi, cười nhạt và lên tiếng. "Đi theo tôi, làm người của tôi, không phải là may mắn cho cô sao?" Tôi nhìn hắn chăm chú, gương mặt hắn quá đẹp, nhưng mà lời hắn nói, tôi lại hiểu không kịp. Trình ca Tôi chẳng phải là đào của anh sao Anh nói gì tôi thật sự không hiểu Bàn tay to lớn vuốt má của tôi Đêm qua cô cho tôi Tôi lại không thích cho người của mình đi phục vụ Một tên đàn ông nào nữa Mà giết cô thì lại không nữa Chỉ bằng cô ở lại bên cạnh tôi Làm việc cho tôi Người ngoài sẽ biết đến cô là bạn gái của Trình ca Lúc này hắn tiến sát vào tay tôi và nói nhỏ nhưng chỉ có chúng ta hiểu rằng giữa tôi và cô là loại quan hệ gì tôi là chủ còn cô là đầy tớ bộ não của tôi chạy hết công suất nhưng vẫn có vẻ chỉ độn một bước thành người yêu của đại ca sao có nhanh quá không trình ca ý của anh là tôi sẽ giống như sói sao không đúng sói là anh em của tôi còn cô là thuộc hạ của tôi hai người không giống nhau Nhìn gương mặt của Trình Ca lạnh lẽo mà đẹp dạng người, tôi lại cảm thấy bản thân của mình quá đề cao mình. Tôi không hơn không kém người hầu của hắn là bao nhiêu, chỉ khác một chút địa vị của tôi cao hơn. Bạn gái của hắn ta sao? Buồn cười thật. Tôi siết hai tay thật chặt, tôi như hạ quyết tâm cuối cùng. Kề sát tai của Trình Ca, tôi nói nhỏ. Trình Ca, nếu anh giữ mạng của Tam Như này, thì ít nhất trong mắt của anh, tôi cũng có chút gì đó khiến cho anh thích thú. Làm người hầu của anh cũng được. Tam như không ngại. Nhưng tôi muốn anh. Muốn con người của anh. Cô có quyền đòi hỏi sao? Vậy thì anh sợ à? Đối diện với hắn, tôi thấy sự suy nghĩ trong ánh mắt của hắn. Giọng nói mặc dù có chút khó khăn. Tôi cần tình trùng của anh. Tôi muốn đảm bảo. Một khi Tam như tôi làm được việc, anh phải cho tôi một chỗ đứng. Tôi cần một đứa con bàn tay xiết cổ tôi dần tăng lực ước chừng tôi tưởng mình như ngừng thở giọng của hắn ta giận dữ cô nghĩ cô là ai cô dám yêu cầu tôi nếu không thì anh giết tôi đi sống không có sự đảm bảo tôi không cần mặc dù tôi đang bị uy hiếp nhưng những thứ tôi nói ra đều là sự thật cách cuộc sống không có một sự đảm bảo nào khiến cho tôi vô cùng sợ hãi ngày trước mẹ lan muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng muốn bán tôi thì bán tôi cũng là một con người cũng phục vụ cho bà ấy Nhưng cuối cùng thì sao Xem chút thì bán làm ô xin Cho bọn lão giả bụng to làm máy đẻ Tôi không sợ cực khổ Tôi chỉ sợ những việc tôi làm là vô ích Là không công Trình ca nhìn tôi Trong mắt của hắn thoáng đào ngược Thấy tôi gần như không thờ được nữa Hắn mới chịu buông tay Tôi muốn đảm bảo cho cô Cô cũng biết tính toán đấy Nhưng tam như này Trước tiên cô phải để bản thân mình có giá trị Thứ vô dụng có đẹp đẽ mấy Người ta cũng không cần đâu Nói rồi hắn cùng sói bước ra ngoài Bỏ lại tôi cùng với chiếc cổ đỏ ưng một đường Ôm cổ Tôi cố gắng hít thở cho không khí lưu thông Miệng tôi cười lên Cuối cùng thì tôi Cũng có khả năng ngoi lên rồi Mẹ Lan Rồi bà phải nếm đủ Nếm đủ những gì Bà đã trao cho tôi Những ngày tiếp theo tôi không hề gặp được Trình Ca chàng biết những lời tôi nói hôm đó hắn có đồng ý không nhưng hiện tại mọi thứ dường như quá mức yên bình đi loanh quanh theo Dì Bạch tôi cũng tìm hiểu được một chút về Trình Ca hắn trước kia không cha không mẹ lúc gặp được gì thì hắn là một đại ca rồi Trình Ca theo năm tháng trở thành một ông chùm chuyên nuôi đào cao cấp Dì Bạch cũng không kể quá nhiều cũng không muốn hỏi thêm trước hết tôi nên ngoan ngoãn ở đây một tuần sau đó sói trở lại hắn đưa tôi đến căn cứ ngồi trên xe tôi có chút căng thẳng sói này tôi cô muốn hỏi tôi bây giờ cô phải làm gì có đúng không để tôi nói cho cô biết luôn nhé trình ca không nuôi người vô dụng từng người một đều phải có bản lĩnh cả cô cũng phải như vậy tôi hiểu rồi mà tôi nói này tam như cô là thuộc hạ nữ đầu tiên anh trình nhận về tôi thật sự không hiểu vì sao anh trình lại đồng ý cho cô ở lại bên cạnh anh ấy phụ nữ chẳng phải là khá vô dụng sao phụ nữ không vô dụng như anh nghĩ đâu thế sao tôi im lặng sói cũng không nói gì thêm hắn đưa tôi đến một khu rừng cao su chạy đến giữa rừng đi vào sâu một chút liền thấy một khu căn cứ khá lớn bên ngoài được ngụy trang bằng công ty sản xuất cao su bên trong lại toàn là súng ống và đồ luyện võ tôi hiểu được vì sao sói lại đem tôi đến đây chắc chắn trong một thời gian dài Tôi phải bầm dập thân mình ở đây Cô tập luyện cùng với đám người mới Sẽ không vì cô là nữ mà nương tay đâu Nếu cô qua được sát hạch cuối cùng Cô sẽ chính thức đi theo anh Trình Còn không Còn không thì sao Còn không ý Thì cô chịu khó phục vụ Các ông lão trên giường đi Cam Đưa cô ấy vào trong binh lục Đói rồi sói bỏ đi Để tôi ở lại với một đám đàn ông cao to lực lưỡng Tên Cam đi đến Hắn đưa tôi vào trong Hắn nói trước tiên tôi cần thông thạo võ trước Sau đó chọn một môn mà học Trong khu võ Có cồn, có gậy, có dây, có xích Tôi thầm nghĩ trong bụng Những thứ này với tôi có hơi đáng sợ Một ngày mệt mỏi trôi qua Tôi bị đánh đến bầm người Trong bài học đầu tiên Sự chịu đựng Mặc dù đã được nương tay Nhưng không phủ nhận sự đau đớn của những cú đấm Nhưng kiên quyết tôi không kêu Cũng không khóc nước mắt chỉ làm tôi thêm yếu đuối đi mà thôi tôi hôm ấy sói đến đón tôi sau khi trao đổi một chút với cam hắn có chút ngạc nhiên cô cũng lì nhỉ tôi không quan tâm đến lời hắn nói chỉ đi nhanh vào trong xe bởi vì hiện tại tôi quá mệt rồi về đến nhà tôi nằm ra giường hiện tại không thể nào nhấc chân mà đi tắm được chỉ còn cách ngủ trước sáng mai tắm sau những ngày sau đó tôi mỗi ngày đều về với bộ dạng người không ra người cơ thể luôn căng cứng vì mệt mỏi những thứ như bong gần lệch khớp là quá bình thường có những đêm vì đau đớn tôi không thể nào ngủ được chỉ biết ôm lấy chỗ đau mà khóc tôi không oán không than tôi chỉ thấy tủi thân cho số phận của mình những cô gái ở độ tuổi tôi hiện giờ chắc đang được nhiều người săn đón nâng niu, thế mà tôi đang gồng gánh những thứ quá sức đối với mình tôi cười trong nước mắt biết làm sao được chứ bởi vì tôi và họ khác nhau Họ sinh ra là người được yêu thương Còn tôi sinh ra vốn Chả có lấy một ai quý mến Từng ngày từng ngày trôi qua Tôi tiến bộ lên rất nhiều Cam là người hướng dẫn tôi tập luyện Hắn tương đối tốt Cũng không vì tôi là nữ Mà những tên nam kia nương tay Kỳ kiểm tra sát hạch tỷ lệ một trọi 15 Nương tay với tôi xem như họ mất đường vào Tôi cũng chẳng hiểu vì sao Cái thứ công việc do tiên trình ca kia cầm đầu lại thu hút những người đàn ông trai trẻ này đến như vậy. Nghe họ bảo Trình Ca trả công rất khá. Trong những ông chủ miền Nam, hắn là ông chủ hào phóng nhất. Nghĩ lại cũng đúng, người của hắn toàn là cực phẩm, được đào tạo bài bản. Chứ nào phải là những tên lóc cốc, chỉ biết dùng gậy hoa hoa tới lui. Nên việc trả công hậu hĩnh là điều tất yếu. Một tháng lại trôi qua, tôi từ binh lục lên đến binh nhì, Chỉ còn một kỳ sát hạch nữa là có thể mang trên mình tấm thẻ binh nhất. Tính từ hôm sói đưa tôi đến đây, đã gần một năm trời. Tôi từ một cô gái trói gà không chặt, nay đã là đệ nhị của căn cứ. Thứ tôi chọn là dao găm, chứ không phải là những thứ khó khăn kia khi sử dụng. Một năm trôi qua, nhưng tôi chưa từng gặp lại Trình Ca. Hắn gầy béo ra sao, tôi cũng chẳng được biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, hắn vẫn tốt. Trên cơ bản là chưa chết. Trước kỳ sát hạch một ngày, Đêm đó đang ôn lại những quyền pháp đã luyện tập. Tôi dùng một tay đánh lên phía trước, tay còn lại thủ ngang ngực, xoay một vòng bằng gót chân trái. Chân phải đá mạnh một góc 90 độ lên không trung. Vô tình Trình Ca cùng lúc này bước vào, bàn chân tôi chỉ còn cách gương mặt của hắn 2 cm. Trình Ca nhìn tôi, hắn nở một nụ cười, lại như đùa dùng tay xoay một vòng trên mắt cá chân của tôi, sau đó nắm chặt đẩy về phía trước. Bản thân tôi có chút đỡ không kịp, chỉ còn biết thuận nước đầy thuyền lùi về sau cẩn thận để không phải ngã ra đất đến một chỗ nhất định tôi tung người dùng chân còn lại đá vào bên sườn vai của trình ca hắn có chút ngạc nhiên liền buông tay đang nắm chân của tôi hắn nhìn tôi cười khiêu khích tốt lắm nói rồi hắn tiến lên nắm lấy eo của tôi xoay hai vòng và dùng chân quật tôi ngã xuống tôi cũng không thua lại dùng chân quấn qua cổ của hắn tiếp đến hắn đưa một quyền tôi một quyền cuối cùng người thua lại chính là tôi nói làm sao nhỉ tôi làm sao mà đọ được với tên trình ca này cơ chứ cứ cuối cùng hắn ôm lại eo tôi hai tay của tôi bị giữ chặt không có cơ hội chống nữa một tay hắn đề tiện mò vào trong lớp áo thun và xoa ngực của tôi lại đưa khuôn mặt vui vào trong đấy có chút không kịp thích nghi tôi kêu lên một tiếng tam nư mèo nhỏ có nhớ tôi không? Trình ca, người của tôi đang rất hôi, anh... Không sao, tôi vẫn chịu được mà. Nói rồi hắn đè tôi sát tường, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt dây dưa một hồi rất lâu. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu lần mò khắp cơ thể của tôi. Cảm giác sợ hãi ập đến, tôi gần như căng cứng cả người. Môi của tôi bị hắn chiếm giữ không thể nào xin ngưng. Mãi đến khi cơ thể của tôi mềm nhũn ra vì khó chịu, hắn mới rời ngón tay ra khỏi thân thể của tôi. Ngày mai tôi muốn cô qua được sát hạch. Vô dụng, tôi không cần cô đâu. Tôi sẽ qua được, nhưng tôi muốn anh đảm bảo với tôi. Chứ không phải là vì tôi sợ anh đâu. Trình ca cười tươi, hắn hôn lên môi của tôi, cắn nhẹ lên môi của tôi, khiến cho môi tôi ứa máu. Quay lưng bước ra ngoài, đến cửa hắn quay lại nhìn tôi, giọng nói trầm ổn và nghiêm túc. Được, Tôi hứa, tôi đảm bảo cho cô. Trình ca rời đi, trong lòng tôi lại có thêm một niềm vui, chỉ cần hắn đồng ý, tôi cơ bản không còn gì lo lắng nữa rồi. Ngày hôm sau tôi qua được kỳ sát hạch, cũng không thể gọi là hiền hách gì, có thể nói là tôi ăn may, khi đối thủ của tôi bị đau bụng. Nhưng mà qua được là qua được, chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Một tháng sau nữa tôi mới chính thức đi theo lão Trình. Nói qua một chút Làm người phụ nữ của đại ca Cũng khá huy hoàng Hai tháng sau Tại quán bar A188 Tiếng nhạc sập sình Cùng những điệu nhảy sexy không có trật tự Tôi đang đứng trên cao nhìn xuống phía dưới Nơi những nam thanh nữ tú Đang bài lắc không ngừng nghỉ Hai tháng vừa qua Ngoài đi theo trình ca đến những buổi tiệc sang trọng Thì công việc chính của tôi là ở đây Tại quán bar này Tôi đảm bảo một vai trò trị đại Cùng với điều đào Tất nhiên là những cô đảo cao cấp Hai tháng qua tôi học được khá nhiều điều Càng học được nhiều bàn lĩnh của tôi Cũng lớn hơn một chút Từ xa một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ Ôm trọn bộ ngực căng tròn Chân váy ngắn, quá mức Cô gái đi về phía tôi Vừa nhìn tôi vừa nói Chị Tam Như, chị gọi em à? Tôi nhờ mắt cười Cô bé này năm nay 17 tuổi Xinh cũng không gọi là quá xinh Nhưng rất được việc những thông tin mà bên mua yêu cầu cô bé đều moi ra được hai tháng này cũng là người giới quyền của tôi ừ chị gọi hôm qua em xin nghỉ à chị cho em nghỉ cô bé mừng rỡ nắm lấy tay của tôi thật à chị thật à chị chị đùa mày bao giờ chứ em cảm ơn chị như lúc còn ở dưới quyền chị bích ấy em chưa bao giờ được xin nghỉ này tại sao lại nói chị như thế hả thi từ sau một cô gái da trắng môi hồng đi đến Phía sau là vài ba cô gái Người này là Bích Trước khi tôi đến đây Cô ấy làm quản lý của ba này Chị... chị Bích Quỳnh Thi tiến đến sau lưng tôi Cô bé khá sợ hãi Mà cũng không có gì lạ Lúc giao cho tôi quán ba này Trình ca có chút e ngại Muốn sói đến giúp tôi một tay Nhưng tôi không đồng ý Nếu như có một chút việc nhỏ này Mà tôi làm không ra hồn Thì lấy tư cách gì Mong lão Trình cho tôi sự đảm bảo chứ ở đời này, chú không có việc được với họ, thì đừng mong họ ban cho chú chút lợi ích. Bích nhìn tôi, cô ta cười đều. Chị Như, em quên chào chị một tiếng. Không sao. Bích quay sang Quỳnh Thi, chân mày cô ta nhíu lại, thoáng bực bội. Thi này, chị đối với cưng cũng tốt mà. Mặc dù không cho cưng nghỉ ngơi, nhưng đó là vì muốn tốt cho cưng. Lỡ như chính ca cần cưng gấp, thì chị làm sao mà chịu tội cho cưng được. Hôm nay lại nói với cưng như thế. Này, cưng không sợ chị như, nói lại với Trình ca là chị mất việc sao hả thi? Quỳnh thi càng sợ, cô bé co người về phía sau. Nhưng em nói sự thật mà chị biết, em Tôi nhìn con bé, thoáng khó chịu, đây rõ ràng là ép người. Con bé chỉ nói như thế thôi, có cái gì to tát đâu mà cô lo lắng. Chị Như này, một bước lên cao, làm sao hiểu được em vì cực khổ như thế nào Khi vào quán ba này Trình ca mà trách tội xuống ấy, Thì mẹ già em ở quê Ai mà nuôi đây Cô suy nghĩ nhiều rồi Ai cần hạ bệ cô làm gì Ở đây không hạ bệ tam như tôi thì thôi Chứ đụng vào cô có lợi ích gì chứ Bích nghe xong mặt mày xanh mét Không phải vì sợ Mà bởi vì tức giận Tôi và cô ta đang đối đầu ở quán ba này Chị Như Nghĩ đúng thật Em chỉ là dơm rác làm sao mà dám so bì với chị Tôi vuốt nhẹ bộ móng tay Vừa sơn màu đen tuyền Cười nhạt nói Cô Bích quá lời Tạm như tôi chỉ nói theo lẽ thường Anh Trình giao cho tôi quán ba này Là thứ mà bao nhiêu người mơ ước Họ không canh tôi đánh đổ Thì canh ai Nhưng mà cái ghế quản lý này chua lắm Cô Bích trước kia chắc cũng biết rồi Tiền đâu phải dễ kiếm Có khi là đánh đổi bằng mồ hôi xương máu ấy chứ Chị Như Quả là chị Như Thôi em đi đây Hôm nay bọn em về sớm Chị cũng nên về sớm nhé Bye chị Nói rồi cô ta quay sang vỗ má Quỳnh Thi mấy cái Sau đó cười quyến rũ và đi mất Một đám theo sau Cũng áo nghẹo dày cao cả tức đi theo Quỳnh Thi vịn vai tôi Cô bé lo sợ Chị Như Chị biết không phải là vừa đâu Chị ấy không thích chị đâu Chị biết mà em không cần lo Chị không đơn giản như cô ta nghĩ đâu Em hiểu rồi ừ, Em sẽ đi theo chị Như đến cùng Em về trước nhé Em còn chuẩn bị quần áo về quê Em đi trước đây chị ạ à. Nhìn cô bé vội vàng Mà tôi cũng cười vội theo Trung Quy có một nơi chờ mình về Đó là một thứ hạnh phúc Tôi đây chả có một ai Để đợi tôi về Nghĩ lại còn bích một chút Đúng là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực Cô ta không chấp nhận để một người mới như tôi vượt mặt Nhưng lại không có sức phản kháng với Trình Ca nên đành ngậm ngồi chấp nhận. Nhưng tôi biết, cô ta không bao giờ để cho tôi yên ổn ở đây. Nhưng mà như thế thì sao? Tôi chẳng còn là một con như của một năm về trước, hiền lành và chịu đựng ư. Địch đến của tôi bây giờ đã có rồi. Những kẻ ngán đường tôi, một tên tôi không bao giờ tha thứ. Nhào mắt nhìn về phía dưới, quán bar này vô cùng phức tạp, nhưng thực ra lại hết sức yên bình. Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, là số của sói gọi cho tôi. Tam Như, Trình Ca cần gặp cô gấp, cô về ngay. Trình Ca, có việc gì vậy? Lão Trình đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, hắn nhìn tôi, ý cười nhàn nhạt, nhưng tôi có thể nhìn ra hắn có chút gì đó không được ổn. Tam Như này, ngày mai cô đi cùng sói, đến chỗ Phùng Đức ký hợp đồng giao nhượng cổ phần công ty giúp tôi. Tôi ngơ ngác. Phùng Đức là lão đại nhiều năm ở đây. Hắn là chủ của một chuỗi nhà hàng cao cấp, thế lực không nhỏ cũng không lớn, nhưng dù sao thì kêu một cô gái như tôi đi bán giao hợp đồng, nghe có vẻ không cần sức. "Trình ca, tôi làm sao có thể đi được?" "Cô là bạn gái của tôi, có cái gì mà không thể chứ?" Nói một câu, Trình ca lại đưa tay xoa bên ngực trái, nếu tôi đoán không lầm, anh ta chắc chắn đang bị thương. Nhưng mà bị thương kiểu này cũng chưa là gì nguy hiểm tại sao anh ta lại không tự mình mà đi chứ anh trình tôi đi liệu bên phùng đức có chấp nhận không dù gì tôi và anh cô không cần phải lo lắng có luật sư của tôi sắp xếp cả rồi cô chỉ việc đến đó ký giấy tờ chuyển nhượng sau đó cô về là xong việc tôi gật đầu việc này hắn ấn định tôi làm nhất định sẽ không bao giờ thay đổi mặc dù không quá thân cận với hắn nhưng tôi hiểu tính cách của tên này những việc mà hắn quyết định không bao giờ có thể thay đổi được tôi đồng ý trình ca không nói gì thêm tôi thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên cũng đi ra ngoài vừa bước ra lại thấy một cô gái đi vào cô gái này khá lạ mặt trên người mặc váy áo công sở kiểu như các chị làm văn phòng hoặc làm ngân hàng công chức gương mặt xinh đẹp dáng dấp cân đối lại tỏ ra là một vũ khí mà đám người như bọn tôi không bao giờ có được cô ấy nhìn tôi tôi cũng nhìn lại nếu đây là nguồn quen của Trình Ca Tôi cũng nên chào hỏi một tiếng Tôi mỉm cười gật đầu Cô gái kia có chút sửng sốt Nhưng phong thái rất lịch thiệp Cũng mỉm cười và chào lại tôi Cô Nhã Cô đến thăm anh Trình sao soi chào hỏi Chắc quan hệ của bọn họ khá thân thiết Ngay khi vừa đóng cửa lại Tôi lại nghe tiếng cô gái Cất giọng non mềm Anh Trình Sao lại để thế này một cô gái thanh tú là như vậy quả thật có chút làm người ta rung động nếu tôi là đàn ông tôi cũng không tiếc bỏ ra chút yêu thương cho cô ấy hóa ra một cô gái mỹ miều non mềm lại có điệu bộ thánh thoát như vậy chỉ tiếc tôi có học cả đời này cũng không bao giờ có được có nhiều người sinh ra ở ngay vạch đích cũng có những người sinh ra đã kém vạch đích đến một cuộc đời Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Trần Phan Trúc Giang đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị. Sau khi mà cô gái tiên Như của chúng ta bị mẹ kế là bà Lan bán đi rồi thì cô ấy đã gặp được anh chàng tiên trình kia và không biết cuộc sống của Như sẽ như thế nào ở những tập tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.